đấy, cắt thợ ra luôn đây. Rồi, sau. Chạy thẳng xuống luôn đó. Vâng thẳng luôn. Nhưng mà nếu mà không cho ra rửa là coi như bây giờ nếu mà không cần ấy thì mình riêng ra thì mình cho hẳn nó rửa thì được. Bây giờ kia nó chảy lộ ra ngoài. Cái này là quá đẹp rồi mà. Rất là đẹp rồi, rất là đẹp. Chạy thử hết hôm qua rồi. Đấy, có nghĩa là vẫn nói chung là mình vẫn thấy lỗi là như này này. Bên ngoài nếu mình dùng ấy là sẽ văng ra là hốc của nó này. Vâng. Chưa? Nên là bên đó này biết làm cái máng này đỡ này đấy. Nhưng mà vẫn lao theo cái hướng ấy. Không ít đâu. Nó ra rửa hết đa số cái là. Nói chung chất lượng sợi thì chấp nhận là chất lượng sợi được. Đây lắp dầu đi nhá. Không, cái này thì có rồi, xong về thì nó để lấy cái nước rửa bát ạ, mà nó cứ rộn cái chỗ này nè. Rồi máy che thì tôi cấm chạy đi, không che được kinh tôi không dám chạy đâu. Không, không nhiều vụ tai nạn nó cũng vì cái này này. Nhiều lắm rồi đó. Nói chung là tôi gặp nhiều rồi. Các bác thì cứ làm đi, gặp người không làm người ta không làm mình hết. Đây còn cái máy. Cái máy này vô anh thử thử nào. Em cắt cho cái này để cho nó tôi mình nó này. Cứ để cho chạy. Mình dân một mình cẩn thận không chặt con tay. Hai bên cũng nghĩa là yếu, hai bên tụt xuống thôi. Đưa quá sướng là nuốt luôn. Mà bán là bên là cái gì bóng hả? Bên bóng cho mà cũng cắt đi. Còn cái lưng cho đầu đây thì trong tay nuôi chạy. Rồi hiểu không? Nghĩa bên đây thì nó ướp cắm. Cắm cái đi chạy tới cho chú nghe. Kể là bạc ký á. Thế thì lắp cái 3 ký này. Em bây giờ em báo rồi. Khỏe đó. Mày lắp 3 ký. Đọc 3 ký bán là, đó là người ta lẻ ra là họ 5 triệu mốt cơ. Nhưng mà cuối cùng là khó khỏe. Êm. Lăn cho mình ra. Đắp đá này à? Đắp đá này. Đây là để cho để cái chân, 3 chân không đều. Còn cái đi kệ nữa thôi. Cái này bác làm đấy, tay đang làm cái tay tròn đấy, bỏ vào nó đấy này, tay này là cái tay tròn này, làm này là vài chục, kéo dao đó là gấp dao nó quay chục rồi, gấp dao.